một cái em bán 100 khoai. Bình thường em bán cái áo này ít nhất cũng 299, 250 đó mấy chị, 250 á. Bình thường em bán vẫn là 250 đó mấy chị ơi. Còn ai mà mua hết 4 cái này thì em bán cho 4 cái nha, 300 luôn cho mấy chế luôn, thiệt. Này hai cái này 150 nè, cái này hai cái này 150 nè, 4 cái này em bán 300 khoai luôn. Mấy chế sẽ không mua ở đâu được mấy cái này rẻ như vậy đâu. Tại vì em còn có mấy cái nên em buôn bán rẻ đó mấy chế. Em còn có mấy cái nên em đem bán rẻ cho mấy chế. Nên chị em nào thích thì nói em nha, nên chị em nào thích thì cứ nói em nha. Còn chị em nào thích mua quần lót cho chồng thì nói em nha, một cái em bán 100 khoai. Em có size XS, size M, size L luôn á. Size nè, một cái em bán 100 khoai, hồi xưa cái này là 3 cái 500. Hồi xưa cái này là 3 cái 500, bây giờ em... Chị Na lấy cái gì? Chị Na lấy 4 cái đó hả? 4 cái 300 đúng không? Đúng không chị Na? Hay là lấy quần lót nam? 4 cái 300 đúng không? Chị Na lấy 4 cái này đúng không? Lấy hết 4 cái 300 khoai rẻ lắm chị ơi. Ở ngoài muốn được đâu? Ở ngoài mới chém mỗi cái 490 không? Lấy cái này ha, 4 cái ha. Bốn cái 300 khoai rẻ cực kỳ. Đúng không chị Na? Đúng thì ok cái cho em, đặng em chốt cho chế. 4 cái chị bán với cái giá 300 khoai là nó rẻ lắm rồi mấy chế ơi. Em không có bớt được nữa đâu. Thiệt luôn á. Na ơi. Na ơi nè. Em re đó. Em re rồi, em biết chế lấy em lấy chứ. Đâu rồi bà Na ơi?